Chào mừng bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Trong chủ đề ngày hôm nay, Tulato xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Hạ Đỏ, một chuyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi mới lớn. Các tác phẩm của ông rất được độc giả ưa chuộng và nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc. Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng có thời gian đi dạy học, viết báo với nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông. Năm 13 tuổi, ông đã có thơ, đăng báo. Năm 1984, tác phẩm truyện dài đầu tiên trước vòng chung kết đã định vị tên tuổi của ông trong lòng độc giả, và kể từ đó, ông tập trung viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tên tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với các tác phẩm làm say lòng độc giả bao thế hệ như Mắt biếc, Còn chút gì để nhớ, Hạ đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Chú bé rắc rối. Chuyện của ông được tái bản liên tục và chưa bao giờ giảm sức hút với những người yêu mến chất văn của Nguyễn Nhật Ánh. Các tác phẩm ra đời gần đây nhất là Bảy bước tới mùa hè, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, Cây chuối non đi giày xanh, Làm bạn với bầu trời, Ngày xưa có một chuyện tình. Hạ đỏ là một chuyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản năm 1991, gồm 31 chương, là một trong một loạt tác phẩm viết về tình yêu tuổi mới lớn của tác giả. Chuyện đưa người đọc đi từ những ngày tháng ngây thơ đến những ngày tháng sầu mộng của Trương, một cậu thiếu niên mới bước vào tuổi biết yêu. Trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, cuối câu chuyện là một cái kết bất ngờ, cái kết buồn nhưng rất hợp lý, đậm chất Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện có nhiều hình ảnh dễ thương, trong sáng mà vẫn không thể thiếu đi những pha thú vị cho người đọc, những tiếng cười sảng khoái. Câu chuyện kể về Trương. Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vất vả, cậu được ba mẹ cho về quê ngoại để đổi gió. Ở đó, Trương gặp được rất nhiều bạn mới, được chơi những trò chơi dân dã, thú vị cùng hai đứa em, Nhạn và Dế, con nhà dì Sáu. Được bà La Sát thơm hái xoài, khóc, ổi, cho để đổi những cuốn truyện. Được anh Thoảng dạy võ, đánh nhau với tụi xóm Mỹ Úc. Và được gặp Út Thêm, Trương phải lòng Út Thêm. Cậu thích những người dịu dàng như Út, thích cái răng khảnh trên nụ cười duyên dáng của Út. Út Thêm là chị của Dư, thủ lĩnh của tụi trẻ xóm Mỹ Úc, tình địch của tụi xóm trên. Chính vì vậy nên Trương không dám đến thăm nhà Út, sợ bị phục kích. Thế là cậu viết thư tình cho cô. Nhưng khổ thay, Út Thêm không biết đọc chữ. Nhà Út Thêm nghèo, lại đông anh em, nên cô chỉ được học tới lớp 2, giờ đã quên hết chữ nghĩa. Trương bèn nảy ra ý định dạy học cho hai chị em. Đầu tiên chỉ là vì Út Thêm, nhưng đến cuối cùng cậu mới phát hiện ra công việc này lại khiến cậu vui vẻ đến vậy. Cậu đã khiến tụi trẻ ở hai xóm vốn luôn thù địch giờ đã xích lại gần nhau. Sắp hết hè, Trương đã dạy cho hai chị em biết đọc, biết viết. Giờ cậu muốn thổ lộ với Út Thêm tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng, Trương quyết định về thành phố sớm, để lại miền thôn quê sự ngây thơ ngày nào, để ôm theo một mối tình sầu không thể giãn bày cùng với một tin sét đánh. Út Thêm sắp đi lấy chồng. Út Thêm lấy chồng ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, tuổi 18. Một điều nữa khiến Trương không thể thổ lộ cùng ai nỗi lòng của mình, đó là chồng sắp cưới của Út chính là người mà anh Trương yêu quý nhất, anh Thoảng, người anh dạy võ cho Trương. Tình cảm của Trương còn chưa được thổ lộ, nó vừa đến nơi, đầu môi liền trôi tuột vào tim. Cá nhân mình rất thích chuyện Hạ đỏ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện gợi nhớ đến những tình cảm ngây ngô, vụng dại của tuổi học trò. Mối tình đầu đẹp nhưng lại có kết thúc buồn. Thường thì khi đọc truyện, mọi người thích kết thúc có hậu, happy ending. Nhưng mình lại thích cách kết chuyện của tác giả. Một cái kết hết sức bất ngờ với người đọc, nhưng lại rất thật, hợp lý và rất tinh tế với hình ảnh hoa cỏ may, loài hoa mọc dại ven đường đến nhà Út Thêm. Có lần cô gái hỏi chàng trai sao lại thích đến nhà em thế. Chàng trai đã ngượng ngùng nói dối, vì anh thích cỏ may. Cô gái cho là thật, tặng chàng trai bó hoa cỏ may ngày anh lên đường. Nhưng cô gái nào hay biết,
Trường thích cỏ may vì cỏ răng đầy lối đến nhà út. Những ngày qua, cỏ may bám đầy gấu quần anh, còn không gỡ hết. Em gửi theo làm gì cho cỏ may đâm nhói tim anh? Một câu chuyện thật đẹp phải không các bạn? Mình mong là cuốn sách sẽ giúp cho các bạn thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng, hay đơn giản là đưa bạn trở về những miền ký ức xưa của thời mới biết yêu. Tulato với sứ mệnh lan tỏa tri thức qua những trang sách đến mọi người dân Việt Nam. Chúng mình rất vui khi chia sẻ kiến thức, tri thức tới cho các bạn. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like và subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Tulato. Xin chào và hẹn gặp lại!